đường quá xa. Và đến bệnh viện thì nó cũng hơi trễ, cho nên nhờ bác sĩ y khoa người ta mổ để mà lấy cái thai nhi ra, nhưng mà chẳng may thì cô cũng đã qua đời luôn. Cái đây thì người ta tổ tiên mình nói một câu mà tôi thấy là nó không có sai đâu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Tức là cô thanh xuân có đi biển có một mình chìm xuồng luôn, là cậu phải từ trần. Nhưng mà cũng đáng thương là để lại đứa con đang nằm ở bệnh viện cũng rất là nặng, thì chưa biết nó ra sao. Thì nguyện tam bảo mười phương ba đời, hộ pháp luân thiên, kim cang bát bộ và lam thánh chúng, đất đai thấu trạch ngũ hành, ngôi ăn chúng ở ở Hà Nội, nơi quê hương của thanh xuân á, gia hộ cho hồn thiên á thanh xuân được nhẹ nhàng, được siêu thoát. Còn riêng là đứa bé thì được khỏe mạnh, được bình yên, vui tươi, được tăng phước tăng thọ, dạng sự kiết tường như ý. Thì sư sẵn đây sư đặt cái tên cho đứa bé đó là Huệ, Huệ Phân. Hồi nãy thì đặt ở trên chánh điện rồi, đặt là Huệ Phân. Còn mẹ nó tên Xuân thì đặt Ngọc Xuân luôn. Hai mẹ con là sư đặt đã pháp danh luôn á. Mẹ thì mất đi rồi, thì còn con hay còn sống. Tôi nói tới chỗ này tôi nhớ tôi coi cái phim đài truyền hình Vĩnh Long vừa qua cách nay ngày hai ngày gì đó, nó chiếu là cô mẹ cũng như là với cha mà đi lợi thầy để coi vấn đề sanh sản tốt xấu làm sao đó. Thì chưa đi chưa tới thầy á mà cổ đau bụng rồi chết dọc đường rồi chôn luôn chôn luôn. Nhưng mà có lẽ nó cũng hơi lạ đó, là cái đứa bé nó lại còn sống, mà cái nằm trong quan tài á mà đứa bé nó sống, mà bà mẹ nó ẩm trong quan tài luôn. Cái hồn á mỗi ngày xuất ra đi xin ăn, đi xin cháo, nói hẳn là mua cháo á về cho đứa bé trong hòm ăn. Giờ cổ về cổ nào cho đứa, cho chồng nằm chim bao á, anh phải đến sớm đi rước con về, cổ nhắc hoài như vậy. Thì nó xảy ra sau đó thì ông chồng đi trở lại cái mộ, có quan sử đàng hoàng á, thì bốc mộ lên thì đứa bé nó còn sống trong quan tài. Thì tôi thấy đài truyền hình Vĩnh Long làm được điều này mà để nhắc nhở mọi người, thì tôi thấy một điều rất là hay, là tôi cũng đáng khen cho đài truyền hình Vĩnh Long đó. Thì nguyện Phật chứng minh, chư tăng chư ni đồng hãy nhất tâm niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ba lần để chứng minh cho cái buổi lễ cầu siêu của Ngọc Sen cho em á được siêu thoát và đứa cháu được tai qua nạn khỏi. Chứng minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Phật. Ngọc Tùng dẫn kinh, đọc kinh cúng dường tam bảo đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính đọc kinh cúng dường tam bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Dân hương khói hương sông thao mây tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành. Lễ Phật kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Lễ Pháp kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bác từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ,
Độ người qua đến bên bờ bên kia. Lễ tăng kính lạy tăng nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Cúng dường tam bảo kinh lạy Phật pháp tăng tam bảo, chân lòng con hiếu thảo cúng dường. Cùng tất cả chư tôn đức tăng ni hồi hướng kinh cúng dường Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì Phật tử đọc kinh cúng dường tam bảo cũng như cúng của quyền thất tổ nội ngoại hai bên vừa xong. Bây giờ này thì mời chư tăng ni cùng đọc kinh cúng dường hồi hướng phước duyên cho toàn thể Phật tử nam nữ nói chung và nói riêng á, là Ngọc Sen cũng như hôm nay cũng cúng lễ trai tăng hồi hướng phước duyên cho Nguyễn Thị Thịnh Xuân lâm chung ngày 26 tháng 8 2021 hưởng dương 37 tuổi, được siêu sanh tịnh độ. Và bên cạnh thì cũng cầu an cho bé sơ sinh làm Huệ Phân, mẹ tên Xuân thì con tên Phân là Xuân Phân đó, cho nó dễ nghe dễ hiểu dễ nhớ. Đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Nhi ở Trung ương Hà Nội, được tai qua nạn khỏi, tăng phước tăng thọ. Và cầu nguyện chung cho tất cả âm siêu dương thái mô Phật. Bên cạnh thì cũng cầu siêu cho Sa Di Ni tên là Phạm Thị Tứ, pháp danh Diệu Thiện, viên tịch ngày 1 tháng 9 âm lịch năm Đinh Sửu 1197, trụ thế 77 tuổi, ngày cúng hương linh ở đây hàng năm. Thì cũng mời thì sư cô Diệu Thiện cũng dùng cơm canh bánh trái vui vẻ và cầu nguyện cho cô được mau siêu thoát mau Phật. Cầu xin cho lại cung dường này đến giới đất Như Lai xin Phật chứng minh. Cầu xin cho lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tông Phật Mô Phật. Thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Tân Sửu, tại Đạo Tràng Tịnh Xá Liên Hoa, cũng là ngày cúng hội thường lệ của mỗi tháng. Nhưng mà hôm nay đặc biệt á, là hổm rày mấy tháng trời không có cúng, tại vì dịch cúm corona. Hôm nay là cái ngày đầu tiên sau cái cơn dịch cúm mà được nhà nước thì coi như mở cửa. Nhưng mà mở cửa cũng mới hé hé thôi, chưa mở rộng. Cho nên là theo cái ban tôn giáo ở tỉnh thì cũng thông báo cho biết là không tập trung quá 10 người. Không tập trung quá 10 người, cho nên ở đây thì mình cũng cúng đơn lẻ thôi. Xét ra thì bữa nay chạy có 4 người Phật tử thôi. Chỉ có 4 người Phật tử chứ không có, chưa được đủ bán cái tổng số mà được cho phép nữa. Thì thôi vậy cũng rất là tốt, rất là tốt. Thì lần đầu tiên được xã thì cũng trình bày với tất cả quý tăng ni Phật tử nam nữ xa gần. Trong cái thời gian mà dịch cúm corona nó diễn biến phức tạp ở tỉnh Bình Dương, thì sư ở tỉnh xá thì coi như là cũng không có cái phương tiện mà như các nơi ở thành phố rồi nó rộng rãi. Mình thì ở
thâm sơn cùng cấp, hẻo lánh. Nhưng mà dầu vậy thì chớ Phật tử thì các nơi ta cũng vào lòng hảo tâm làm việc từ thiện. Cho nên vừa qua đó thì sư cũng xin được á, Phật tử phát tâm mà cúng dường á, tính ra thì được 16 tấn gạo thì ủng hộ ở vừa ở Bạch Đằng, ở xã Bạch Đằng mà vừa là thị xã Tân Uyên mà vừa là ở ở đất Cuốc. Đó. Như vậy thì song song bên cạnh thì Phật tử cũng phát tâm về tỉnh xá Liên Hoa đi ủng hộ là cái mấy cái nơi mà dịch cúm về vấn đề cái máy máy thở, là bốn cái máy thở, bốn cái máy thở về. Rồi sư cũng nhờ chữ thập đỏ của thị xã Tân Uyên á lãnh về, rồi ủng hộ cho xã Thái Hòa hai cái và xã Khánh Bình hai cái. Thì bác sĩ ở đó họ sử dụng cái máy này á, thì họ cũng khen cái máy tốt quá. Thường thường cái máy bình thường á, ở địa phương mà xài á, thì đưa vô thở cũng trên nửa tiếng đồng hồ á, là ta mới từ từ ta khỏe lại. Nhưng mà máy này đưa vô khoảng 5 phút là ta khỏe liền đó. Thì theo như được chủ tịch chữ thập đỏ của thị xã cho biết như vậy đó. Thì thấy cũng mừng, thấy về rồi trong đó thì cũng có một số là đặc biệt là thầy Cần Hiếu, thầy Cần Hiếu với một số Phật tử nữa phát tâm ủng hộ một số tiền là về cúng dường cho các tịnh xá tịnh thất ở núi Sập đó, ở núi Sập này sư cũng đã chuyển đi, đã gửi với đã giải quyết xa trong vừa xong. À, trong những giai đoạn vừa qua đó. Thì đó là một cái sự mà hảo tâm của tất cả Phật tử. Sự ở đây thì không có làm được gì nhiều hết trơn á, chút chút vậy thôi. Nhưng mà cũng hôm nay trước ngôi Tam Bảo nguyện ơn trên chứng minh công đức trong đó của các Phật tử phát tâm cúng dường á, là gồm có là thầy Cần Hiếu với Phật tử đệ tử của thầy ở bên USA. Rồi riêng ở Sài Gòn thì cũng có là cô Phượng, cô Tâm, rồi cô Dân đó. Thì có một số Phật tử thì sư cũng hay quên tên. Rồi gần đây thì có cô Thoa à, với có cô Ngọc Tùng ở đây cũng phát tâm ủng hộ là những cái tài chánh để mà giúp đỡ người nghèo khó, bệnh hoạn cút coi, hoặc là trong giai đoạn mà dịch vừa qua à. Thì nói chung là tất cả những Phật tử mà phát tâm về tỉnh xá Liên Hoa mà nhà sư đã nhận được vừa gạo vừa máy thở rồi vừa tài chánh, thì nguyện hồng ân tâm bảo và pháp chư thiên chứng minh công đức cho toàn thể quý nhà thí chủ, quý vị hảo tâm đã ủng hộ trong cái giai đoạn vừa qua cũng như hiện tại. Sở cầu sở nguyện toàn thể quý Phật tử nam nữ được thành tựu viên mãn theo lòng mong cầu của mình, tức là cầu chi đặng nấy đó, cầu chi đặng nấy. Mô Phật. Và sẵn tiện hôm nay thì lần đầu tiên sau cái dịch cúm mà sư cúng nội bộ ở đây, bữa nay thì cũng cúng nội bộ thôi à, chứ cũng không có Phật tử nào mời Phật tử nào về, hoặc là chư tăng chư ni ở đâu về hết, mà trong tỉnh bà tỉnh xá nội bộ thôi. Cầu nguyện cho em cô Sen vân vân. Thì có điều muốn nhắn với Phật tử á, chúng ta là người Việt Nam mà chắc có lẽ ai ai cũng thông thạo cái tiếng Việt Nam hết trơn, tức là chữ quốc ngữ của mình. Cho nên á, qua cái việc vừa qua mà sư tụng kinh hoặc giả cúng dường trai tăng mà để đọc lên những cái danh sách
mà của những người quá cố cũng như người hiện tại đó, thì sư dùng toàn là chữ quốc ngữ, là chữ Việt Nam không, chứ không có chữ chữ Tây, chữ Tàu, chữ Pháp gì hết trơn á, toàn là quốc ngữ Việt Nam. Thì sư nói chỗ này để nhắc cho quý vị á, vừa qua đệ tử sư là Bủ Liên nó ở bên Cali Phật Nha đó, ba nó chết, thì ở đây á, mẹ kế ở Long Thành cũng như là người cô út của nó ở thành phố Hồ Chí Minh á, cúng đại tăng cầu siêu cho ba nó, rồi sau đó nó mới cúng cho ba nó ở chùa Phước Huệ ở Biên Hòa, chỗ mà Hòa Thượng Giác Văn đó. Thì ở đây tôi muốn nói với quý vị nghe là cái người thật việc thật à, mà lời nói cũng thật, chứ không có môi miếng, mà cũng không có không có chê bai ai hết trơn á à. Thì sau khi mà cúng trai tăng ở chùa Phước Huệ của Hòa Thượng Giác Văn á, thì ba của Bú Liên về, tôi mới hỏi ông là cúng trai tăng mà ba nơi như vậy á, thì ông có hưởng phước được nhiều không, ông được hưởng được nhiều không? Ông nói ông sư ơi, bữa nay ông sư ở đây cúng tôi nghe tôi hưởng được, còn hai chỗ kia tôi thấy tôi cúng sao tôi không biết gì hết trơn, nói sao kỳ vậy, ở đây thì ông hưởng được mà tại sao mà hai chỗ kia ông cúng em ông cúng rồi bà vợ nhỏ ông cúng mà ông không hưởng gì là sao? Ông nói ông sư à, tôi nghe tôi không biết gì trơn á, nói sao kỳ vậy. Ông nói tôi thấy cũng mấy sư mấy thầy cũng nhiều lắm, đọc kinh nhiều lắm, nhưng mà tôi không hiểu gì trơn, tôi đâu có hưởng gì đâu đó. Tức là quý vị biết không, tức là đọc kinh bằng chữ Hán Nôm đó, ví dụ như như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, ví dụ vậy đó, đọc vậy tôi không biết gì trơn sư ơi, tôi nghe vậy tôi không biết là cái gì đó đó. Còn đây ông sư đọc thì nói, một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, là tôi biết ông Phật ở chỗ chú chùa kỳ viên á, tôi nghe tôi biết, cho nên tôi hiểu được mà tôi trao tâm sửa tánh được ông sư. Còn mấy ông kia đọc tôi không hiểu gì trơn đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, hồi như vậy thì mấy chỗ kia đó cúng kiến này kia nọ, thí dụ cúng cơm đồ, ông có vô ông ăn không? Rồi ta có cúng giấy tiền vàng mã gì không? Ông nói tôi không biết gì ông sư, tôi nghe cái ông sư ông thầy đó đó, ông nói gì cái ta xuống nhà lần ta ăn, tôi có biết gì đâu, tôi ngồi chần ngần đó, tôi không có biết gì, tôi đâu có lỡ ăn nên tôi đâu có no đó. Rồi hỏi chứ cần ở chỗ đó người ta cúng, ví dụ người ta cúng có giấy tiền vàng bạc nhà cửa rồi ông sao? Nói, tôi không biết nhỉ, tôi nghe mấy ông thầy đã nói rồi, tôi súng nhau là ta giật quá chừng, tôi có biết gì đâu, tôi lỡ tôi lấy ông sư, chứ tôi không hưởng gì đâu. Tới đây còn đây cúng thì sao? Ông nói đây tôi nghe tôi biết tôi lỡ tôi lấy à, thành ra tôi được hưởng vậy thôi, chứ mấy chỗ kia tôi không hưởng gì đâu. À, thì nói cái này để cho tăng ni Phật tử nam nữ mình hiểu đúng vậy. Nếu ngược dòng thời gian mà dân Việt Nam mình á, còn sống trong một cái thời kỳ mà học tiếng Hán tiếng Nôm á, đa phần nhân dân á, được phổ cập cái tiếng Hán tiếng Nôm á, thì nên đọc cái đó, đọc những cái kinh cái chữ đó thì ta nghe ta hiểu thì ta nhận được. Còn sau này Việt Nam mình đâu có cho học cái đó, đâu có phổ biến nữa, chỉ toàn là học chữ quốc ngữ không à. Cho nên mình đọc kinh mà những cái chữ cái kinh nghĩa đó, cái người âm ta mới nghe ta hưởng được, ta nhờ được, chứ còn mình đọc mà cái kiểu mà những cái tiếng Hán nôm kia ta có biết gì đâu đó. Thì chẳng khác nào như người Việt Nam mình ta không học tiếng Anh
thì ta có biết tiếng Anh, khi mà nói tiếng Anh ra họ có biết gì đâu, kêu ăn cơm hoặc giả là gì đó, người ta đâu có biết đâu là người ta ăn cơm. Mà mấy người nào họ biết họ lại xuống nhà ăn ở trời luôn, còn mấy người không biết ngồi ngơ nhìn đó đi về. Cái vậy thấy chưa? Cho nên cái chữ quốc ngữ của mình rất hay quý vị. Mình muốn độ âm, độ những người mà quá cố, kể cả người trần gian, mình phải giảng thiết bằng tiếng quốc ngữ, tiếng mẹ đẻ của mình, ta nghe ta mới hiểu. Tôi nói bằng chứng cụ thể đi. Thí dụ nhà nước mình bây giờ mà muốn phổ biến cho nhân dân nghe biết cái gì đó, như hổm rài mà dịch cúm á, nhà nước thông báo bằng cái tiếng quốc ngữ không à, quốc ngữ không à. Cho nên dân mình các nơi người ta biết là chấp hành rất là tốt, chấp hành tốt lắm. Nhưng mà giả sử như nhà nước mà kêu bằng là phổ biến những cái quyết định, những nghị định á, mà nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp không, dân mình đâu biết. Tức là nó đi lộn xộn luôn, giãn cách không có được, phải không? Vậy nên mình, nhà nước mà muốn cho nhân dân mình nghe được, hiểu được và để làm cho tốt thì phải nhà nước lúc nào cũng sử dụng tiếng quốc ngữ Việt Nam thôi. Mình cái người tu cũng vậy, nó muốn độ cái người dân gian và cái người âm cảnh, đạo nào cũng vậy. Mà độ cái người Việt Nam thì nên nói tiếng quốc ngữ, đọc kinh nghĩa, chữ Việt, ta nghe người ta tu mới được, người ta sửa được, người ta làm được. Như vậy người ta mới biết ơn mình, thấy không? Thêm cái nữa đó, thì vừa qua có cái bà này là bác sĩ y khoa ở tỉnh Bình Phước, là bà phụ trách về khoa sản. Bà nói là hổm rày nay cũng cả 1-2 năm rồi, bà có nghe pháp của sư, sư nói bà nghe bà rất là thực tế và bà rất thích. Nhiều khi bây giờ bả là làm bác sĩ y khoa như vậy á, nhưng mà cũng ngộ bề trên cho bả một cái duyên. Nhiều cái vong hồn chiến sĩ họ đói khát, họ rách rưới không có quần áo, kể cả những cái người dân mà họ chết nay cả 100 năm vậy đó, họ về họ mách bảo bà, họ với bà là bà cúng kiến cho họ, họ hưởng, họ rất là mang ơn bà. Cho nên sư nói về vấn đề mà cái người âm mà cái cách ăn uống rồi sống này kia nọ thì bà nghe rất là phù hợp, mà bà hiểu được, bà biết được như vậy. Thì bà xin sư là hết dịch rồi bà xuống đây bà trình bày cho sư, cho mọi người nghe sự thực tế. Bởi vì bà là bác sĩ y khoa cho nên nhiều khi á, nghĩa là có nhiều người không có tin cái vụ này, mà chính bả là người trong cuộc, bả biết được dường như ơn trên cho bả một cái duyên gì đó. Bả cũng nói là sư ông mà nói cúng kiến cơm canh bánh trái tiền bạc rồi hoặc giá cầu siêu mà phải có đủ phước mới về trời, mà không đủ phước làm sao về trời được. Thì chính bả gặp nhiều người mà theo đạo ngoài cái đạo Phật, họ nói họ đủ siêu gì đâu, họ chết lâu nay họ đói thấy mồ, họ không có cơm ăn áo mặc, mà không có dân họ khổ lắm, rồi họ đến họ nhờ bà cúng kiến đó. Thì tôi nói vậy đây cho quý vị nghe, và cũng xin thưa tất cả quý chư tăng ni và Phật tử, quý thiện hữu tri thức nam nữ xa gần, thì trước nhất thì tôi cũng xin lỗi, xin sám hối với tất cả quý vị á. Tôi là một cái người bình thường như bao nhiêu người khác thôi, quý vị thấy không? Như đây là cô Ngọc Quý của biết sư nè, sư cũng khóc, rồi sư cũng cười, rồi sư cũng giận, sư cũng la, cũng hét tùm lum hết trơn à. Sư là bình thường như bà con, nhưng không có khác nào hết trơn. Nhưng mà có khi vì cái lòng từ bi, nhân ái, thương người, thương vật, cho nên sư mới nói lên những cái gì mà sư hiểu được, biết được và làm được, để sư góp chia sẻ và góp ý với bà con cô bác mình đó. Góp ý với bà con cô bác mình. Chứ thật sự ra mà nói, thế gian vẫn là thế gian muôn thở. Thì cái tu á, cái điều mà sư muốn nói hôm nay đó, cái tu của bà con mình từ từ mà tu, từ từ tu, không gấp, không có vội vàng đó. Không có tu mau kẻo trễ. Là tại sao?
chư Phật, chư Tổ sư, những bậc tiền bối, người ta nói một câu rất là chí lý, nhưng mà mình bây giờ hiện tại có người không hiểu rõ cái lời dạy của bậc tiền nhân. Người xưa người ta nói câu đó, quay đầu là bờ rồi, quay đầu là bờ rồi, cần gì phải dậu dàng nữa, thấy không? Tức là lâu nay á, mình á, cứ làm ác và tiếp tục làm ác. Bây giờ mình dừng lại là kịp rồi, kịp lại rồi, tức là quay đầu là bờ rồi. Còn ví dụ như mình tu cứ từ từ mà tới. Cái người tại gia của mình á, giữ năm giới, ví dụ riêng người Phật tử giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, cờ bạc, say sưa. Đó là cái người đạo Phật. Còn nếu mà cái người mà không có quy y đạo Phật, một người thế gian bình thường, cái đạo ông bà mình thôi, mình sống biết giữ chữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Mình sống giữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Sống cuộc đời của mình á, trong sạch. Trong sạch. Trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì tiết hạnh là câu trâu mình. Đó là cái người xưa tổ tiên mình dạy như vậy, để cho nó tốt đời đẹp đạo. Mà mình ở tại gia mà mình không theo Phật, không theo Chúa, không theo Cao Đài Hòa Hảo, không có theo Hầu Giáo, nhưng mà mình sống trong cái nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, hay là nữ thì công dung ngôn hạnh, vậy là quá tốt rồi. Đó là một cái phương thức của người xưa dạy mình sống làm người lớn. Làm người lớn, làm người lớn là trong sách dở để gọi là gì? Làm người quân tử, học làm quân tử. Đó. Mà ngược lại quý ngài dạy mình á, tránh đi, tránh đi, tránh cái gì? Tránh làm người tiểu nhân. Mà tiểu nhân là sao? Tức là cái người nhỏ. Nói người nhỏ ở đây chứ không phải là cái người mà nhỏ xíu nít mới lớn lên, không phải. Người nhỏ ở đây, người xưa ta thí dụ như cái người mà người nhỏ này là cái tấm ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, hay đố kỵ, hay ganh tị, hay ghen ghét, hay thù hiềm người ta. Đó gọi là cái người nhỏ, tức là người tiểu nhân, là người nhỏ. Tránh cái giờ đó đi, để sống tập làm người quân tử, làm người lớn. Người lớn là quang minh chính đại, là sống mà biết phân biệt phải quấy, trắng đen, hư nên, thành bại, tốt xấu, thấy không? Để mình hướng dẫn con cháu của mình là sao cho nó tốt. Trong gia đình á, mà có lớp lan thứ tự á, thì ở xóm riềng cũng có thứ tự lớp lan, thì nó dẫn đến mà xã hội có trật tự, xã hội có trật tự thì rồi á, thế giới ổn định, thì thế giới hòa bình thịnh trị. Đó. Trong nhà mà không ổn định thì nó ảnh hưởng tới bên ngoài xã hội, rồi ảnh hưởng đến quốc gia, rồi đến cả thế giới luôn. Cho nên sống nó phải có lớp lan, phải thứ tự là cái chỗ đó đó. Và cũng xin thưa quý vị á, thì sống cuộc đời của chúng ta đó, tôi nói không cần phải tu mau kẻo trải. Không cần phải tu mau kẻo trải. Bởi vì nếu mà dạy tu mau kẻo trải, tức là dạy nhảy lớp, không có được. Ai nghĩ là được, nhưng mà sư ở đây nghĩ không được. Bởi vì sư mới thấy rõ là vấn đề ai mà lên núi mà chạy nhanh quá, hay là không lên núi mà chạy đất liền đi, chạy nhanh thì phải dấp té thôi. Phải dấp té. Mà dấp té rồi có thể là bỏ cuộc chạy luôn. Mấy người chạy đua đó, họ dấp té rồi có thể là họ bị trật tay, trật chân, hết chạy luôn à. Còn đi từ từ nó không có dấp quý vị ơi. Đi từ từ cẩn thận nó không có dấp. Mà bước nào nó chắc bước nấy, tới đâu nó vững vàng chỗ nấy, thì mình sẽ đi tới nơi tới chốn. Nó là một cách an toàn. Còn đi mà chạy nhanh rồi thì không bao giờ mà tới nơi được quý vị. Quý vị cứ hình dung chạy xe hơi, chạy xe Honda, chạy xe đạp ở ngoài đường đi. Cứ chạy thả ga đi rồi biết nó đi tới đâu. Nó đi tới nghĩa địa luôn.
nó tới nghĩa địa luôn à. Cho nên nó dạy mà tu mau kẻo trễ, vô tình á, một số người họ cũng thấy trần gian coi rồi Phật dạy ngủ trượt ác thế, họ sợ quá đi, họ tu mau kẻo trễ, cuối cùng rồi nó sanh ra điên khùng, bệnh hoạn, tẩu quả nhập ma, cuộc đời mình tàn rồi. Quý vị khi mà bệnh hoạn rồi á, tẩu quả nhập ma mà mình chết á, thì cái thần thức mình nó trụ chấp nơi đó cả ngàn năm, cả 10.000 năm, nó vẫn là bệnh hoạn, nó vẫn là y chang vậy, không hết được. Nếu mà không có Phật tiên thánh thần cứu, nó khổ lắm, thấy không? Cho nên tu từ từ tu, quý vị biết đổi tâm chuyển hướng, làm lành đánh dữ. Lâu nay mình nhậu, giờ mình không nhậu nữa. Lâu nay mình ma tí xì ke, bây giờ mình không ma tí xì ke nữa, là cái rồi, quay đầu là bờ rồi, thấy không? Đó, rồi còn cái vấn đề mà mình tích lũy phước đức lần lần mình làm thiện, mình phóng sanh. À, như hồi nãy cái chú kia, chú đem cá cua gì đó qua đây á, cho sư phóng sanh á, mình từ từ mình làm thì cái phước đức mình tích tụ dần dần nó đầy đủ rồi á, mình về trời cái một, về cái một. Còn mình mong muốn quá, chẳng những không được về trời mà khùng luôn cả ngàn năm uổng cuộc đời mình không ha. Đó là tôi nói vấn đề á, cụ thể thực tế cho bà con mình nghe, chư tăng ni mình nghe cái chỗ này. Ai tu tại gia thì mình cứ giữ theo tại gia, còn muốn tu xuất gia thì giữ, tiến lên tu xuất gia theo cái khả năng của mình. Nhưng mà nên nhớ nha, không tu xuất gia thì nghiệp chướng nó khảo dữ lắm, mà thật sự muốn giải thoát thì tu xuất gia. Còn nếu mình thấy mình chưa đủ khả năng thì mình cứ tu tại gia, làm tròn năm giới, thì sau khi này mình bỏ xác mình cũng trở về trời làm chư thiên. Thấy không? Quý vị biết không, cái đạo của các vị sứ giả trên cõi trời mà ta xuống á, người ta mục đích á, là dạy con người mình phải sống, phải biết thương yêu, đùm bọc che chở giúp đỡ lẫn nhau, học làm tánh quân tử, phải xa rời cái tánh tiểu nhân ích kỷ. Ở trên xuống người ta dạy chủ yếu là như vậy, tức là tu tâm chứ không phải tu tướng. Tức là tu tâm chứ không phải tu tướng. Nhưng mà thế gian sau này cứ chấp tướng, cứ tu tướng không. Tôi thấy nhiều bà Phật tử đi chùa 40-50 năm rồi mà tôi dạy đặt bàn hương án cầu an, cũng không biết là sắm cái gì nữa, không biết bình bông để đâu mà, rồi không biết cái lư hương, cái dĩa trái cây để bên nào nữa, đông qua tây quả là sao nữa. Mà thậm chí cái người xuất gia tu, cái người ở trong đạo mà cũng không rành nữa, rồi làm sao đông qua tây quả? Không có nghĩa là lấy hướng đông bên ngoài trời đất mà nói, mà cũng không phải lấy hướng tây bên ngoài trời đất mà nói, mà nói ngay cái bàn thờ trước mặt của mình. Cái bàn thờ trước mặt của mình đặt nè, cái bình bông bên nào, cái cây bên nào. Ví dụ như là cái bình bông ở trước mặt của mình phải để á, nếu mình ngó ra đó thì nó phải nằm cái bên tay phải của mình. Bên tay phải mình là bình bông, mà bên tay trái mình là dĩa trái cây, nếu mình ngó ra. Còn nói ngược lại á, là cái bình bông nằm bên tay trái của mình, còn á là dĩa trái cây nằm bên tay phải. Phải hiểu như vậy đó, thấy không? Một cái điều mà có lẽ ít có người nghĩ tới, quý vị. Một cái điều mà ít có người nghĩ tới lắm. Cái điều gì? Tôi nói xin lỗi á, thí dụ trong một cái gia đình ba người thôi, ba người á, nếu mà vấn đề trong cái tuổi lao động á, mà mình lao động á, một người một ngày kiếm chừng 100.000 thôi, mà ba người trong một ngày á, kiếm được 300.000, 300.000 đồng Việt Nam để mà xài xây sở trong gia đình, rồi trả tiền điện nước, hay là ăn uống, rồi phòng khi bệnh hoạn thuốc men nữa, rồi sắm quần sắm áo nữa, vân vân. Nhưng mà mình tại gia, mà nếu Phật tử tại gia tu mau kiểu trễ, đặng mà về Tây Phương, về xứ Phật cho nó mau. Trong ba người mà chỉ có đi lao động có hai người, còn một người ở nhà cứ đi chùa vô ngồi tụng kinh niệm Phật, tại gia mà,
tụng kinh niệm Phật thì cái ngày đó trong gia đình này chỉ có kiếm có 200 ngàn, mất hết 100 ngàn. Mất hết 100 ngàn thì 200 ngàn này chỉ đủ trả tiền điện nước như mua gạo, mua mắm muối thôi. Như vậy là khi bệnh hoạn hay là muốn sắm quần áo hay chuyện gì đó, có đâu mà sắm mà mua. Rồi ngoài ra phải đóng thuế nữa, đóng thuế nhà nước để góp phần để xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc. Không có tiền thì quý vị thí dụ như 1.000 người mà không lao động thì nó mất hết bao nhiêu trong cái một ngày đó? Mất hết bao nhiêu? Một người mất hết 100 ngàn, một gia đình mất hết 100 ngàn, mà 1.000 cái gia đình là mất hết nhiều. Mất cái số tiền này rất nhiều. Chẳng những trong gia đình mình thiếu thốn thì nó ảnh hưởng đến xã hội, đến quốc gia thiếu thốn luôn. Mà cả một quốc gia mình mà thiếu thốn, mà nghèo đói rồi, tiền đâu rồi mua vũ khí để bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân? Thấy không? Tuy mình là một người theo đạo, mình tu chứ mình không nghĩ tới việc bảo vệ tổ quốc đi, nhưng mà trong đó đương nhiên nó mình có một cái trách nhiệm bảo vệ tổ quốc đó. Mà cái người tại gia mà lo tu mau kiểu trời, nó xin lỗi, trong cái vô tình người ta, trong cái vô tình nó biến chất trở thành một cái người tu theo đạo là mê tín dị đoan, là tiêu cực. Mà quý vị biết đất nước mà nghĩa là nghèo đói rồi á, thì nhà nước không có tiền mua vũ khí, mua đạn dược hay mua máy bay tàu chiến, thì giặc nó xâm lăng tới lấy đâu mà chống chọi nó, mất nước thôi. Mà hay mất nước rồi á, ngồi đó mà tu mau kiểu trời, có ngồi đó tu được hay không? Tôi thấy như đời nhà Minh mà khi mà nó đô hộ Việt Nam rồi á, nó đài sách dân mình không thể tưởng tượng được. Mà đặc biệt là cái đời mà Mã Viện á, cái đời Mã Viện á, cái người thầy thuốc nè, cái người thầy coi bói nè, thầy tu nhà Phật nè, thầy đạo sĩ ở bên đạo lão nè, đó, những người mà giỏi giang nó tập trung lại, nó đưa về các nha sở để mà huấn luyện mà chuyển hóa cái tư tưởng ấy, đó, học cái văn hóa của nó để mà theo nó luôn, mình mất gốc luôn đó. Mà đó là theo cái chỉ thị của ông Bành Đạo Trưởng. Bành Đạo Trưởng là cái người đạo lão, ông đưa ra cái thuyết này. Ấy vậy cho nên cô bác mình ở đời, tôi vừa rồi tôi cũng nhắc nhở hoài, tôi nói người cư sĩ là phải gì, xả bằng cầu phú mới đúng. Còn cái người xuất gia đó, tu học rồi á thì phải xả phú cầu bằng là mới phải. Cái người xuất gia ở trong các chùa tỉnh thất nhà thờ dân dân á, mà còn cầu phú là người đó chưa đúng là cái người tu thoát trần. Còn cái người tại gia đó mà xả phú cầu bằng á, là cũng không đúng cái tư cách của cái người tại gia. Bởi vì cái người tại gia còn sống ở tại gia thì còn phải chịu ảnh hưởng về mặt xã hội nữa, cho nên phải cầu phú xả bằng mới đúng. Cái người xuất gia thì xả phú cầu bằng mới phải, thấy không? Cho nên sư ở đây là sư không đồng ý vấn đề kêu bằng tu mau kẻo trải, không đồng ý cái này. Mà sư thấy rõ là vấn đề á, không thể nào nhảy lớp được á, muốn về trời về Phật không thể nào nhảy lớp được đó, phải từ từ mà đi, tích tụ phước đức nhiều đời nhiều kiếp rồi mới về trời về Phật được. Cho nên vấn đề cầu siêu của các đạo giáo ở thế gian này nè, không phải cầu siêu cái siêu liền đâu,
siêu diền là về cõi trời cõi Phật liền đâu quý vị ơi. Quan trọng là cầu siêu là thoát khỏi cảnh địa ngục, bị giam nhốt đánh đập tra tấn hành hà. Thứ hai là thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, đói khát khổ khổ sở đó. Rồi thứ ba là vấn đề mà thoát khỏi cái cảnh làm đầu thai làm súc sanh, mang lâm đậu sừng. Siêu là siêu ba cái cảnh này nè, để về trở lại làm người, cái đó là siêu đồ đó quý vị. Còn nói về trần về Phật thì chưa hẳn đâu. Nên cái bà mà bác sĩ y khoa mà ở trên Bình Phước bà điện tôi, bà nói nghe cũng có lý. Bà nói còn nghe sao ông nói con hợp ý con, bữa nào có dịp mà hết nạn virus rồi con xuống chùa sư ông á, mà bữa nào có bá tánh có Phật tử là đông đảo, sư ông cho con nói cho người ta nghe. Chứ con khẳng định con không có mê tín đâu đó. Thì cũng góp ý chia sẻ với Phật tử như vậy đó. Cái con mình á, ở nhà mình phải, mình là người Việt Nam, con mình là người Việt Nam thì mình nên nói những tiếng Việt cho nó nghe, dạy cái gì tỉ mỉ để mà nó nghe nó hiểu mà nó làm cho tốt. Còn làm thầy mà dạy đệ tử á, mình là người Việt mà đệ tử mình cũng người Việt, mình dạy những cái quốc ngữ, cái tiếng mẹ đẻ mình để cho đệ tử mình nó nghe, nó học, nó tu, nó sửa được đó. Thì trong thời đại nào mình phải dạy theo cái thời điểm đó để cho nó phù hợp, để mà người ta hiểu được, mà người ta học được, người ta tu được đó. Thì nếu mà đời á mà tốt rồi á thì đạo mình nó cũng đẹp đó. Mà đạo đẹp á thì đời phải tốt đó. Như vậy thì nó mới tròn vẹn. Trước khi dứt lời một lần nữa, nguyện hồng an tâm bảo pháp chư thiên gia hộ cho Sa Di Ni Nguyễn Thị Tứ pháp danh Diệu Thiện được siêu thoát, và cô Nguyễn Thị Thanh Xuân chết ngày 28 tháng 6 2021 hưởng dương 37 tuổi được siêu thoát đó, về cái biển lạc cảnh mô Phật. Và bé sơ sinh Huệ Phân á, cũng tai qua nạn khỏi. Nguyện âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo mô Phật. Bây giờ này thì mời chư tăng ni thọ trai Phật tử ơi, lại tổ đi rồi xuống mô Phật.